Chào mọi người. Hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2021, lúc 17 giờ 43 phút. Tại mình có một cái thông tin là có một vị khách xe bị hư dọc đường. Tình hình dịch ở Sài Gòn này thì hiện tại rất là căng. Nhưng mà tụi mình sẽ cố gắng hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi. Hỗ trợ hết mình. Hiện tại mình đang chuẩn bị phụ tùng và đồ nghề đem theo nè. Để mang tới chỗ xe khách hư. Hiện tại mình cũng sắp tới nhà của anh khách này rồi. Hiện tại mình tới nhà khách rồi. Hiện tại mình đang kiểm tra xe. Xe có dấu hiệu hết bình, thiếu điện. Thì mình đang kiểm tra kích sổ thử rồi để kiểm tra sạc cái kiểm tra bình cái tuổi thọ bình còn xài được không. Sau khi kiểm tra bình thì bình ắc quy này bị hư rồi. Nên mình tiến hành châm nước thay bình mới với ắc quy mới chính hãng. Chính hãng của Vito thay cho xe khách. Hiện tại thì mình đã thay bình xong cho khách. Bật khóa. Nổ máy nhẹ nhàng. Bình ắc quy bên mình thay mới bảo hành 1.1 trong vòng 6 tháng.